Chào các con học sinh lớp 5, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô hướng dẫn cho các con làm bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 2. Bài 163, luyện tập chung, trang 109-110. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140m, chiều dài 50m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó. Trung bình cứ 100m2, thu được 1,5 tạ rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau? Muốn biết trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau, thì chúng ta phải biết diện tích của cái mảnh vườn hình chữ nhật này. Muốn tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật thì ta phải biết chiều dài và chiều rộng. Mà ở đây mới chỉ biết gì? Chiều dài là 50m và biết chu vi là 40m. Vậy làm thế nào chúng ta tính được chiều rộng? Như vậy chúng ta dựa vào cái chu vi này. Chu vi là tổng của bốn cạnh của hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật thì có hai chiều dài bằng nhau, hai chiều rộng bằng nhau. Vậy thì nửa chu vi là một cạnh chiều dài và một cạnh chiều rộng. Vậy bước đầu tiên chúng ta tính nửa chu vi đã. Chúng ta lấy 140. Chúng ta lấy 140, chúng ta nửa chu vi. 140 chia cho 2. Đấy, nửa chu vi. 140 chia cho 2 bằng 70m. Đấy. Như vậy nửa chu vi của cái mảnh vườn hình chữ nhật này là 70m. Mà nửa chu vi là tổng của một cạnh chiều dài và một cạnh chiều rộng. Như vậy biết chiều dài là 50m rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính chiều rộng. Ta lấy tổng của hai cạnh là 70 trừ đi chiều dài 50 thì bằng bao nhiêu? Bằng 20m. Đấy. Biết được chiều dài, biết chiều rộng rồi, bây giờ chúng ta tính diện tích, phải không? Đấy, bây giờ chúng ta tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật. Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 50 nhân chiều rộng là 20. Chiều dài nhân chiều rộng 50 nhân 20 thì bằng 1000m2. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tính xem trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta dựa vào bài toán chúng ta tóm tắt này. Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 1,5 tạ rau. Vậy thì diện tích của cái mảnh vườn đó là 1000m2. Thu hoạch được bao nhiêu? Đấy, bao nhiêu ở đây chúng ta ghi tạ đã, phải không? Sau đó chúng ta mới đổi từ tạ ra kg. Nhìn vào tóm tắt thì chúng ta sẽ giải bằng cách là gì? Chúng ta giải bằng cách tìm tỷ số. 1000 so với 100 thì gấp bao nhiêu lần? Ta lấy 1000 chia cho 100 rồi nhân với 1,5, phải không? Đấy. Thu hoạch được bao nhiêu? Cả cái thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu? Ta lấy 1000 chia cho 100. 1000 chia cho 100 rồi nhân với 1,5. 1000 gấp 100 là bao nhiêu lần? Ta bỏ hai chữ số 0 đi, chia cho 100 vậy ta được 10. 10 nhân với 1,5 bằng 15 tạ. Đấy. 15 tạ bằng bao nhiêu kg? Chúng ta sẽ lấy 15, một tạ thì bằng 100 kg, phải không? Thế vậy 15 tạ thì chúng ta sẽ lấy 100 nhân với 15 thì bằng 1500. Bằng 1500 kg. Đó là toàn bộ bước giải. Chiều rộng hình chữ nhật là chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là chúng ta tính nửa chu vi đã. Đấy, nửa chu vi. Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là
140 chia 2 bằng 70 mét. Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là 70 trừ 50 bằng 20 mét. Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là 70 nhân 50, 50 nhân 20 bằng 1000 mét vuông. Số kg thóc à, số kg rau thu hoạch được là, hoặc là cả mảnh vườn thu hoạch được số kg rau là 1000 chia 100 nhân 1,5 bằng 15 tạ. Bằng 1500 kg. Bài 2. Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 30 cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 3200 cm². Như vậy, bài yêu cầu chúng ta tính chiều cao của hình hộp chữ nhật, biết diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 3200 cm², và đáy của hình hộp chữ nhật thì biết chiều dài 50 cm, chiều rộng là 30 cm. Chúng ta dựa vào công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, SC xung quanh bằng diện tích xung quanh bằng chu vi đáy. Nhân với chiều cao. Đấy, chu vi đáy nhân với chiều cao. Mà chu vi đáy chính là chu vi của hình chữ nhật. Vậy thì muốn tính chiều cao đấy, dựa vào công thức này thì chúng ta muốn tính chiều cao. Chiều cao của hình hộp chữ nhật thì bằng diện tích xung quanh chia cho chu vi đáy. Đấy. Vậy thì muốn tính chiều cao, biết diện tích xung quanh rồi, chúng ta tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật. Chu vi đáy chính là chu vi của hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta tính chu vi đáy đã. Chu vi đáy bằng chiều dài cộng với chiều rộng, tất cả nhân với 2, tức là bằng chiều dài là 50 cộng chiều rộng là 30 nhân với 2 bằng
50 cộng 30 bằng 80, 80 nhân 2 bằng 160. Đấy, bằng 160. Ở đây đơn vị là cm. Bây giờ tính được chu vi đáy rồi thì chúng ta tính chiều cao. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó bằng diện tích xung quanh chia cho chu vi đáy. Mà diện tích xung quanh ở đây là 3.200 chia cho chu vi đáy là 160. Và kết quả bằng 20. Ở đây đơn vị là gì? Là cm, phải không? Đấy, đấy đó là toàn bộ cách giải của bài toán này. Vậy trước tiên chúng ta tính chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là mở ngoặc 50 cộng 30 đóng ngoặc tất cả nhân với 2 bằng 160 cm vuông. Tiếp theo chúng ta tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là ta lấy diện tích xung quanh 3.200 chia cho chu vi mặt đáy là 160 bằng 20 cm, đáp số 20 cm. Bài 3, tính chu vi và diện tích của mảnh đất có hình vẽ và kích thước ghi trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 1.000 như hình vẽ dưới đây. Cô giáo mời các con quan sát hình vẽ. Đây là một mảnh đất đấy, có kích thước các cạnh ở trên hình vẽ. Đấy, cạnh này bằng 5 cm, cạnh này bằng 3 cm, cạnh này bằng 3 cm, cạnh này bằng 4 cm và cạnh này bằng 3 cm. Bà yêu cầu chúng ta tính chu vi của mảnh đất này. Chu vi của mảnh đất này chính là tổng đấy, độ dài các cạnh. Tính tổng độ dài các cạnh. Và ở đây chúng ta thấy là trên mảnh đất này người ta ghi kích thước bản đồ tỷ lệ là 1 chia cho 1.000. Tức là so với tỷ lệ ở bản đồ thì số đo thực đã được thu nhỏ 1.000 lần. Vậy bây giờ chúng ta sẽ muốn tính được diện tích của mảnh đất này. Thì muốn tính được chu vi và diện tích của mảnh đất này thì chúng ta sẽ đưa cái độ độ dài trên bản đồ về số đo thực. Tức là ta sẽ lấy số đo của một cạnh, đấy, của từng cạnh một nhân với 1.000. Bây giờ cô giáo tạm thời chia cái mảnh đất này thành hai hình. Cô giáo nối hai đoạn này lại, đấy, hai điểm này lại, đấy, thì thành hai hình là hình chữ nhật và hình tam giác. Bây giờ cô giáo tính độ dài thật của mảnh đất hình chữ nhật. Đấy. Tức là chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là 5 cm và chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là 3 cm. Và là một hình nữa đó là hình tam giác vuông. Một cạnh góc vuông là 3 cm và một cạnh góc vuông là 4 cm. Chiều dài thực của mảnh đất hình chữ nhật là
Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là 5 cm, thì chúng ta lấy 5 × 1.000 bằng 5.000 cm. Đấy. 5.000 cm cô giáo đổi thành 50 m. Vì 1 m bằng 100 cm, hoặc là 1 cm bằng 1/100 mét. Giờ có 5.000 cm, chúng ta lấy 5.000 chia cho 100 thì được 50 m. Tiếp tục chúng ta tính chiều rộng thực của mảnh đất. Chiều rộng thực của mảnh đất hình chữ nhật là chiều rộng là 3 cm, thì chúng ta lấy 3 × 1.000 bằng 3.000 cm bằng 30 m. Tiếp tục chúng ta sẽ tính độ dài thật của hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông. Độ dài thực cạnh góc vuông thứ nhất ta coi mảnh cạnh góc vuông thứ nhất của mảnh đất hình tam giác là 3 cm, thì chúng ta lấy 3 × 1.000 bằng 3.000 cm và cũng đổi thành 30 m. Tiếp tục chúng ta tính độ dài thực của cạnh góc vuông thứ hai của mảnh đất hình tam giác là 4 cm. Độ dài thực cạnh góc vuông thứ hai mảnh đất hình tam giác là 4 × 1.000 bằng 4.000 cm và bằng 40 m. Sau khi chúng ta đổi được các độ dài của các cạnh của mảnh đất về số đo thực, thì bây giờ chúng ta sẽ tính gì? Chúng ta tính chu vi của mảnh đất. Chu vi của mảnh đất là ta sẽ lấy 50 cộng 30 cộng 30 cộng 40 cộng 30 bằng 3. Số hạng 30 là 30 cộng 30 cộng 30 bằng 90. 50 cộng 40 bằng 90. 90 cộng 90 bằng 180 m.
Đấy, chúng ta đã tính được chu vi của mảnh đất. Bây giờ chúng ta tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật. Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là ta lấy chiều dài nhân chiều rộng, chiều dài là 50 và chiều rộng là 30. 50 nhân 30 bằng. Tiếp theo chúng ta tính diện tích mảnh đất hình tam giác vuông. Diện tích mảnh đất hình tam giác vuông là chúng ta sẽ lấy hai cạnh góc vuông, chúng ta nhân với nhau tích của hai cạnh góc vuông rồi chia cho 2. Một cạnh là 30 cm, một cạnh là 40 cm. 30 nhân 40 rồi chia cho 2. 30 nhân 40 bằng 1200. 1200 chia 2 bằng 600 m². Và cuối cùng là chúng ta tính diện tích mảnh đất. Thì chúng ta lấy diện tích của mảnh đất hình chữ nhật cộng với diện tích mảnh đất hình tam giác vuông. Tức là lấy 1500 cộng với 600. Diện tích mảnh đất là diện tích mảnh đất hình chữ nhật là 1500 cộng với diện tích mảnh đất hình tam giác vuông là 600 bằng 2100 m². Đáp số chúng ta có hai đáp số. Bài yêu cầu chúng ta tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó, phải không? Như vậy chu vi của cái mảnh đất là 180 m, chu vi 180 m và diện tích của mảnh đất đó là 2100. Bài 4, một cái sân hình vuông có cạnh 30 m. Một mảnh đất hình tam giác có diện tích bằng 4/5 diện tích cái sân đó và có chiều cao 24 m. Tính độ dài cạnh đáy của mảnh đất hình tam giác đó. Bài yêu cầu chúng ta tính độ dài cạnh đáy của mảnh đất hình tam giác. Muốn tính độ dài cạnh đáy của mảnh đất hình tam giác, phải không? Đấy, tức là muốn tính độ dài cạnh đáy. Đấy, cạnh đáy của hình tam giác thì bằng diện tích SC nhân với 2 rồi chia cho gì? À, chia cho chiều cao. Đấy. Đó là của hình hình tam giác. Mà diện tích của hình tam giác đã biết chưa? À, diện tích của hình tam giác bằng 4/5 diện tích của cái sân hình vuông, mà cái sân hình vuông có cạnh 30 m. Như vậy trước tiên chúng ta phải tính diện tích của cái sân hình vuông. Ta lấy cạnh nhân với cạnh. Đấy. Sau đó chúng ta biết là cái diện tích của cái mảnh đất hình tam giác thì bằng 4/5 diện tích của cái sân hình vuông. Chúng ta sẽ tính 4/5 của diện tích sân. Bây giờ chúng ta tính diện tích của cái sân. Đấy, của cái sân hình vuông đã. Diện tích sân hình vuông bằng 30 nhân 30 bằng 900 m².
Sau đó chúng ta tính diện tích của hình tam giác. Đấy, hình tam giác. Diện tích của cái mảnh đất hình tam giác bằng 4 phần 5 diện tích cái sân, tức là bằng 4 phần 5 của 90. Như vậy ta lấy 4 phần 5 nhân với 900, 4 phần 5 của 900. Đấy. Ta lấy 4 nhân 9 bằng 3.600. 3.600 chia cho 5 được 720 mét vuông. Đấy. Biết diện tích hình tam giác bằng 7.200 mét vuông. Bây giờ chúng ta tính độ dài cạnh đáy, phải không? Cạnh đáy, độ dài cạnh đáy của hình tam giác bằng bao nhiêu? Chúng ta lấy diện tích nhân 2 rồi chia cho chiều cao. Diện tích nhân 2 là 720 nhân với 2. Vì diện tích hình tam giác, chúng đã tính được diện tích của hình tam giác là 720. 720 nhân với 2 rồi chia cho chiều cao là 20. Nhân 2 rồi chia cho chiều cao là 24. Đấy. Và được kết quả bằng 60 mét. Đấy, như vậy ta tính được độ dài cạnh đáy của mảnh đất hình tam giác là 60 mét. Đó là toàn bộ cái bước giải của bài này. Diện tích cái sân hình vuông là 30 nhân 30 bằng 900 mét vuông. Diện tích mảnh đất hình tam giác là 900 nhân 4 phần 5. Bằng 720 mét vuông. Và bây giờ chúng ta tính cạnh đáy của mảnh đất hình tam giác là 2, diện tích là 720 nhân 2 chia cho chiều cao 24 và bằng 60 mét. Đáp số mét.